Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay ngày 8 tây tháng 1, hôm nay có mình tiếp tục một test một cái em máy radio FM AM ha. Em này xài ba cục pin chung nha, ố pin nhí á, pin đầu mod điện thoại mình nó nè, mở ốc nó ra nó có ba cục pin, ba hay bốn tao quên mất tiêu rồi. Chắc ba cục quá. Ha, ok. Ok ha. FM mà đứng 108 luôn nha hết. Đang bật cái gì rồi? Đây FM này mới đúng. Hay không cái này, cái này giác ra đồng đồ chơi được ha, tay cầm cũng có cầm được ha. Mình làm cái nội các liên bang Australia mở rộng đã nhóm họp khẩn cấp để bàn về biện pháp đối phó với nguy cơ xâm nhập của chủng biến thể virus SARS-CoV-2 siêu lây nhiễm có nguồn gốc từ nước Anh. Tại cuộc họp này, nội các liên bang Australia mở rộng quyết định giảm 50% số lượng công dân về nước trên các cái này tại trong đây nó nhạc quá, ngoài ngoài đồng rồi chấm im. Vùng Bắc Hồng là rất đáng lo ngại. Mặc dù cho đến nay mới chỉ có một trường hợp mắc COVID-19 chủng mới, song chúng ta cũng biết rằng chủng mới này có tốc độ lây lan nhanh hơn 70% so với các chủng trước đó trong thời gian rất gần. À, quý khách nào có nhu cầu thì liên hệ qua Zalo, Facebook, YouTube hay Chợ Tốt cho mình ha. Em này mình bán giá mong muốn là 120.000 ha, mình ghi số tiền luôn nha quý khách. À, quý khách cũng thông cảm nha, đôi khi cũng có bán máy hư, máy lỗi, máy bị này kia nha, tại mình mua cam điếc mà. Hư thì mình bán hư nha. Hôm nào mà mình có bán rồi mình sẽ đánh cái vụ bình luận á, đã bán rồi ha, còn chưa bán thì vẫn sản phẩm còn ha, mình để chưa bán rồi là đã bán rồi nha. Bên Zalo là xài nhiều nhất nha quý khách. Rồi cảm ơn tất cả các quý khách, cô chú, chị em đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin cảm ơn rất nhiều.